Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Amber đây. Thì hôm nay mình làm video này để nói về một cái vấn đề ở trên kênh của mình dạo gần đây các bạn ạ. Thì dạo gần đây là trên kênh của mình có vài cái bình luận nói mình là copy tên của một YouTuber khác có tên là Amber luôn. Về vấn đề này thì mình thật sự không biết là có một người đã dùng tên Amber trước đó rồi. Và mình đặt cái tên Amber này bởi vì một phần là vì sở thích của mình các bạn ạ. Bởi vì mình rất là thích quả bơ và một vị tướng mình chơi trong game Brahala, cho nên là mình quyết định đặt tên gì đó liên quan tới những thứ mà mình thích. Và cái tên Amber hiện ra ngay trong đầu mình, cho nên là mình quyết định đặt tên kênh này là Amber, chứ mình không hề có một cái chủ đích là copy tên ai hoặc là fake ai cả. Các bạn ạ, nhiều khi là trong cuộc sống mình gặp người trùng tên với bản thân mình thì cũng không có gì quá là lạ lẫm đâu, đúng không nào? Cho nên là việc mà mình đặt tên kênh trùng với một cái kênh khác thì vấn đề này mình nghĩ là không có gì to tát cả. Bởi vì trên thế giới này có rất là nhiều người và việc trùng tên không thể nào mà không xảy ra được. Cho nên là các bạn hãy hiểu cho mình. Các bạn có thể xưng hô với mình sao cũng được, bạn, chị em hoặc là tên luôn. Thì mình thấy điều quan trọng nhất là các bạn cảm thấy thoải mái khi mà nói chuyện với mình là được rồi. Mình chỉ là một người bình thường làm video về game vì sở thích cá nhân thôi các bạn ơi. Quay trở lại vấn đề thì mình làm video này không hề có ý là chỉ trích bất cứ ai cả, cho nên là các bạn hãy hiểu đúng cho mình nha. Mình chỉ là một người bình thường làm video về game vì sở thích cá nhân thôi các bạn ơi. Và mình thực sự rất là vui khi những video của mình được các bạn đón nhận và yêu thích. Và các bạn hãy thông cảm cho mình nha, bởi vì câu cú của video này nó hơi bị lộn xộn một xíu. Vì mình suy nghĩ nhiều thì mình nói đó thôi các bạn ơi. Và những bạn mà ủng hộ mình thì mình rất là cảm ơn. Và mình hứa là mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn nữa để không phụ lòng các bạn nha. Còn những bạn mà không thích mình rồi thì cũng không sao, các bạn cứ không thích mình đi, bởi vì mình không thể nào mà chiều lòng được tất cả mọi người. Bởi vì mình cũng chỉ là một con người thôi các bạn ơi. Mình không thể nào mà bắt tất cả mọi người trên thế giới này đều thích mình được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này. Mình là Amber. Xin chào và hẹn gặp lại.